trở lại với MeToMe cùng series các video hướng dẫn thủ thuật sử dụng đàn organ một cách hiệu quả. Hôm nay MeToMe sẽ hướng dẫn cho mọi người cách khắc phục hiện tượng lỗi băng tiếng trên đàn S970 khi sử dụng lại băng tiếng của đàn S975 hoặc là S775. Đây là một băng tiếng đã được lưu trên USB từ cây S975, và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem bị lỗi như thế nào nha. Đây là một cây đàn S970. Mình sẽ cắm USB và test. Rồi, USB đã được kết nối. Thì mình sẽ tìm băng tiếng đó. Băng tiếng lúc nãy đây. Đây mọi người. Đây. Hiện tượng lỗi đã trình bày ra cho mọi người thấy. There's a hasn't been loaded properly. Có nghĩa là dữ liệu đã được tải vào một cách không đúng. Thì không đúng có nghĩa là cái file này không sử dụng được rồi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách khắc phục hiện tượng này nhé. Rồi. Chỉ có hai bước rất là đơn giản thôi. Bước thứ nhất là mọi người cài lại cái MIDI theo cái file mà mình đã ghi ở cái phần mô tả, các bạn tải về. Sau đó các bạn đưa vào USB và cắm vào đàn. Này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Trước tiên mình bấm function nè. Rồi, sau đó mình bấm menu 2. Rồi, tiếp tục bạn bấm system. Chọn system nha. Rồi, system, trong system sẽ có rất nhiều phần và mình sẽ quan tâm phần setup file. Đây mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy phần chữ phần setup file đây. Rồi mọi người nhấn vào đó nha. Rồi, trong setup file thì mọi người sẽ tab qua trong phần tab này nè, nút nhấn tab này. Mọi người tab hết qua bên USB thì sẽ thấy cái file mà mọi người tải về rồi á, nó nằm ở đây, có tên là MeToMe. Thì mọi người nhấn chọn. Sau khi nhấn chọn xong, mọi người nhấn yes. Chúng ta nhấn yes nha. Rồi, nhấn yes xong. Chúng ta bấm exit một lần thôi. Bấm exit một lần. Rồi, bấm exit tiếp. Rồi, tới chỗ cái vị trí này thì mình sẽ qua menu 1 và mình chọn MIDI. Rồi, trong MIDI sẽ có những cái phần, đó là phần reset và phần user, thì mình sẽ tap qua nút reset nhé, nút user nha. Rồi, mình tap qua nút user sẽ thấy chữ MeToMe ở đó và các bạn nhấn vào đây. Rồi, công việc này thực hiện trên cả hai cái đàn nha. Mình sẽ qua cây 975 và mình làm lại y chang như vậy. Rồi, mình qua cái 975 của mình và mình làm y chang như vậy luôn. Rồi, như mình thoát hết ra. Sau đó mình nhấn function. Rồi, mình nhấn menu 2. Rồi nhấn system. Rồi, mình tìm ngay chỗ MIDI setup file nha các bạn. MIDI setup file nha. Đây, MIDI setup file ngay nút G á. Giờ mình nhấn vào. Rồi, thì trong MIDI setup file cũng sẽ có rất là nhiều tab. Mình sẽ chọn qua tab USB luôn. Sẽ thấy cái file MeToMe mà mình nhấn chọn. Sau đó mình nhấn Yes. Ok. Sau đó mình nhấn Function. Mình chọn menu 1. Ok, menu 1. Rồi chọn MIDI nha các bạn. Rồi, chọn MIDI. Sẽ thấy lại cái file MeToMe đó, nhấn rồi. Vậy là mình đã cài xong cho cả hai cái đàn cùng có cái file MIDI đó, là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai, bạn có thể đặt mua một cái sợi dây MIDI, hoặc là nếu bạn có sẵn thì bạn dùng lại sợi dây MIDI hai đầu nha các bạn. Hai đầu nó sẽ đều là hình tròn. Thì cái đầu ở bên phía đàn S975 mình sẽ cắm vào cổng out. Mình sẽ cắm vào cổng out nha. Lưu ý là cắm vào cổng out. Cái đàn S975 sẽ là cây phát ra và mình sẽ bấm cổng out. Rồi, cái S970 mình sẽ cắm cổng in. Cổng in của cái đàn nghe mọi người, cổng out là thường thường nó nằm bên trái, cổng in nằm bên phải, thì mình cắm ngay cổng in đó. Rồi, ok. Vậy là mình đã cài đặt xong hai cái bước để thực hiện khắc phục cái hiện tượng lỗi này. Rồi, mình phải tiến hành quay lại
cây đàn S975. Và mình chọn cái bằng tiếng bị lỗi lúc nãy cần khắc phục. Đây là một cái băng tiếng mà chạy được trên 975 mà không chạy được trên 970. Thì mình làm thế nào? Đây là cách của mình nha. Các bạn theo dõi kỹ để tránh làm sai bước. Nếu làm sai thì thực hiện lại rất là tốn thời gian. Rồi, đầu tiên mình load file 975 vào trong đàn 975. Sau đó mình nhấn memory 1. Sau khi mình nhấn memory 1 ở đây, mình qua S970. Mình sẽ nhấn memory rồi nhấn số 1. Tương tự như vậy, khi bạn qua bên đây bạn nhấn số 2 thì quay về cái 970, nhấn lại nút memory và nhấn số 2, cứ tiếp tục như vậy cho đến 8 cái số luôn. Bây giờ mình sẽ nhấn số 3, sau đó mình quay về cây 970 của mình. Mình sẽ nhấn memory và nhấn số 3. Rồi, đừng làm lộn bước nha các bạn. Rồi, tiếp tục. Mình chọn tiếng số 4. Sau đó mình quay qua. Bấm memory, bấm tiếng số 4. Rồi, ok. Tiếp tục với tiếng số 5. 5. Rồi, mình lại quay qua. Bấm memory 5. Rồi, tiếng số 6, nhấn số 6 thôi. Sau đó quay qua 970, bấm memory 6. Memory 6. Rồi, gần xong rồi. Rồi, chọn số 7. Rồi, tiếp tục mình sẽ nhấn memory 7. Memory. Rồi, nhấn số 7. Ok. Rồi, quay lại mình sẽ chọn số 8. Rồi tiếp tục nhấn đến số 8, memory 8. Như vậy là cái băng tiếng này đã được lưu thành công ở trên đàn S970. Nhưng bước quan trọng nhất các bạn phải làm gì? Đó là phải lưu cái băng tiếng này lại. Bấm cả hai nút cộng trừ một lúc. Rồi nó sẽ hiện ra ở đây là cái phần user. Thì mình có thể mình lưu cái băng tiếng đó lại. Mình sẽ bấm nút menu để cho nó hiện ra cái trình lưu đó. Mình một số cái băng tiếng nó bị nằm ở trong bộ expansion thì bạn không thể lưu được. Bạn đang thấy là cái chữ save này nó bị mờ này, và cái nút up này đang sáng, thì mình sẽ bấm nút up này ra ngoài hết. Rồi, nó thoát ra ngoài thì tự nhiên là cái user này nó sẽ cho lưu. Và mình bấm lưu. Rồi, ví dụ như cái đó là cái file của 975 thì mình, ví dụ mình sẽ đặt tên là S9751 đi. Bấm chữ S 9 7 5. Rồi, mình bấm OK. Rồi, như vậy thì những cái băng tiếng lúc nãy ở bên đây mà chạy không được, nó đã được chép qua bên S970 của mình hoàn toàn chính xác luôn, không có bị lỗi nữa. Tức là đây là một cái cách lưu lại cái băng tiếng mà mình thấy nó hay ở trên 975 mà không có cách nào mình thực hiện lại ở trên cái đàn 970, thì đây là cách làm hiệu quả nhất hiện giờ. Mình sẽ test lại cái tiếng của đàn 975 nha, và mình sẽ test lại cái tiếng đó trên đàn 970. Thì đây tiếng của đàn 975, ví dụ như mình bấm tiếng số 4 đi, thoát ra ngoài, nó sẽ là tiếng club lick. Rồi mình sẽ qua bên đây mình bấm lại tiếng số 4, đó chính là tiếng club lick luôn. Bây giờ mình sẽ rút dây midi ra nha, rút ra mình sẽ test lại. Rồi bây giờ mình bấm tiếng số 7 bên đây, đây là tiếng piccolo này. Đó, thì bên đây tiếng số 7 nó là tiếng gì? Tiếng số 7 đó cũng là tiếng piccolo luôn các bạn nhé. Đây là một cái hiện tượng rất là bình thường thôi. Mình sử dụng dây midi để mình truyền tín hiệu qua bên kia. Bên kia nó sẽ nhận đúng cái tiếng đó và nó lưu tất cả thông số của tiếng đó lại. Sau đó mình tiến hành lưu băng tiếng. Thì phương pháp này là một phương pháp rất cơ bản trong midi.
Cho nên mình đã phát hiện ra từ rất sớm, tức là từ những cái dòng đàn 2001 cho đến SX900 bây giờ, các bạn vẫn dùng cái nguyên tắc này để mà lưu băng tiếng khi mà một băng tiếng nào đó bị lỗi, sử dụng được trên đàn này mà không sử dụng được trên đàn kia thì mình vẫn sử dụng lại được. Chỉ cần hai cái đàn có một lúc thì mình có thể làm được. Thì đây, đây là mình sẽ test lại nha. Mình bấm tiếng số 1 bên đây là tiếng gì? Là concert grand. Chạy qua đây mình coi tiếng số 1 phải đúng tiếng đó không? Chúng chính xác. Vậy thì nó có lợi gì? Nếu các bạn sử dụng một cái sampler của nhà cung cấp nào đó, người ta đàm trên S975 và vô tình họ làm cái băng tiếng đó trên cây đàn S975 thì những cái dòng đàn như S970 lại không sử dụng được, thì phải làm sao? Đây chính là cái phương pháp đó, cái phương pháp mà mọi người cần phải khắc phục được, tự khắc phục được, hoặc là những bạn đang là sampler phải khắc phục cho khách. Các bạn sẽ sử dụng cái phương pháp này làm rất là nhanh. Chỉ cần nói khách mang đàn tới nhà và mình sẽ tiến hành mình làm lại các băng tiếng cơ bản. Nếu nó nhiều quá thì các bạn có thể liên hệ cho Mitomi để có một cái giải pháp nó tuyệt đối, nó chính xác hơn. Và đây là cái hướng dẫn cơ bản rất dễ thực hiện nếu các bạn có cùng lúc cả hai cái đàn. Còn nếu các bạn có cả hàng ngàn, hàng trăm file thì như thế nào, thì cách đó Mitomi sẽ giới thiệu cho mọi người trong những cái clip tiếp theo. Khi mà mình có thời gian thì mình sẽ chuẩn bị một cách là đầy đủ hơn và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người lại một cách hiệu quả hơn nữa. Hiện giờ cái cách này nó sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về cái tính chất của một cái giao thức truyền MIDI từ cái đàn này qua cái đàn khác nó sẽ như thế nào. Thì sau khi các bạn làm như vậy đó thì các bạn sẽ hiểu được cái đàn nó sẽ truyền cái nốt này qua cái chỗ kia như thế nào, truyền cái thông số này qua cái chỗ khác như thế nào, thì nó sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về bản chất của cái cổng MIDI. Như vậy là mình đã khắc phục được cái lỗi của băng tiếng S975 mà bị lỗi trên đàn S970. Cách khắc phục này thì thực ra nó hơi mất thời gian một tí nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Hiệu quả là bởi vì mình chỉ cần tốn một sợi dây MIDI thôi là mình sẽ dùng được rồi. Còn lại các cái file kia thì các bạn có tải về và làm theo hướng dẫn trong clip của mình nè. Cái file đó nó nằm ngay dưới mô tả mình thôi, mình chỉ cần kích và tải về USB là sử dụng được ngay. Đó. Thì nếu mà có cái thắc mắc hay là có những cái phương pháp nào hay hơn thì các bạn có thể comment ở link ở bên dưới, thì mình sẽ đọc và nghiên cứu, sau đó mình sẽ giới thiệu lại ngay cho mọi người cái cách mới hay nhất. Thực ra mình đã có một cái cách khác rồi nhưng mà cái cách này nó vẫn dễ hướng dẫn cho mọi người nhất, nên mình hướng dẫn cái cách này trước, thì sau đây khi cái cách kia mình làm clip nó đầy đủ hơn và có đầy đủ công cụ hơn thì mình sẽ hướng dẫn cách kia để cho các bạn thực hiện với lại nhiều file hơn, ví dụ như 100 file hoặc là hàng ngàn file chẳng hạn. Mà các bạn làm kiểu này thì nó hơi mất thời gian một tí. Rồi, xin chào mọi người, xin chúc mọi người thành công với cái thủ thuật này và chúc mọi người sử dụng đàn một cách hiệu quả nhất. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitomi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.